Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn gây thót tim cho người xem. Người phụ nữ đi xe máy buộc con nhỏ trước bụng đánh rơi bình sữa giữa đường. Mãi nhìn theo đồ vật bị rơi, người này quên quan sát đường đi và va vào đuôi một chiếc ô tô đang dừng đổ. Chiếc xe máy đổ xuống đường khiến hai mẹ con suýt bị chiếc ô tô đang đà đi tới chèn qua người. May mắn là người phụ nữ ôm con đứng dậy di chuyển bình thường sau tai nạn. Mãi nhìn bình sữa rơi trên đường, hai mẹ con suýt nột mạng dưới bánh xe ô tô. Đa phần dân mạng đều để lại bình luận kinh ngạc với khoảnh khắc hai mẹ con đối mặt tử thần. Vú vía, sau vụ này cả nhà về mổ trâu mời cả làng ăn mừng đi là dừa. Thành viên Nam Anh viết: chị em phụ nữ nên chú ý khi điều con kiểu này, càng phải tập trung quan sát khi đang chở một mạng người khác như thế, một dân mạng khác nhắc.